Chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop AZ và mình là Ninh nhé. Bên cạnh mình là anh Hoàng Vâu ở trong số hỏi đáp số 43 này, cùng góp mặt để có thể trả lời những câu hỏi mà anh em đã đặt ra ở những số hỏi đáp trước hoặc là những cái video đã xem. Và anh em đừng quên, hiện tại Laptop AZ đang có một chương trình giảm giá, đó chính là Back to School, và link mình sẽ để dưới phần mô tả cùng với những cái mẫu sản phẩm mà đang được bán chạy nhất tại Laptop AZ. Ok, quay trở lại với video hỏi đáp ngày hôm nay thì đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Lý Quang Nhật. Em học kỹ thuật xây dựng với kinh phí 25 củ thì có laptop nào ổn không AD? Với 25 củ thì bây giờ nó đang hơi lỡ cỡ này nhỉ? Anh cảm thấy nó bị lỡ cỡ, tức là bây giờ một chúng ta lên hẳn, hai là chúng ta xuống hẳn. Thì nếu như mà học xây dựng thì anh đang nghĩ rằng là hay là thôi chọn cho bạn một con máy chạm đi. Máy chạm tầm này thì có con nào? Máy chạm tầm 25 triệu thì sẽ có một con 7540, 7550 rồi. Tầm 7000 là chạy có thể làm được đủ mọi loại việc liên quan đến kỹ thuật rồi, không chỉ cái riêng ngành xây dựng. Nhưng mà nếu mà bạn không thích cái tấm to nạt của dòng 7000 thì cũng có thể là ngó qua mấy dòng Dell Precision 5000 của nhà Dell cũng được, có 5550 này, nó cũng chưa đến tầm 20 triệu cơ. Đấy, có những cái phiên bản như thế thì anh em có thể cân nhắc những cái mẫu sản phẩm như thế. Còn laptop gaming thì bây giờ thì điển hình chắc có LOQ. LOQ là một, và nếu như kiểu bạn thích mỏng nhẹ mà đang đi học thôi thì có thể lấy con Nitro V cũng được, tầm khoảng 23 cũng được nhá. Câu tiếp theo của bạn Như VIP, khép tên hay quá. Rồi ad cho mình hỏi, học thiết kế vi mạch thì mua laptop gaming có cần thiết hay không, hay chỉ cần mua một con laptop siêu khỏe là ổn rồi ạ? Thiết kế vi mạch thì hình như là kiểu là vẽ kỹ thuật đúng không? Nó sẽ thiên kiểu là vẽ kỹ thuật đúng không? Thế thì bạn chỉ cần một con CPU hiệu năng cao và có thể nâng cấp được ra thì mình nghĩ là được. Thì không biết là bạn đang hỏi trong phòng bao nhiêu tiền, hoặc là các laptop gaming thì nếu bạn hỏi cần thiết hay không thì bạn chơi hay không thôi, chứ biết làm sao được bây giờ đúng không? Bạn chơi hay không thì nó là cần, không thì thôi. Nhưng mà vấn đề là tầm giá tiền chưa có nhá. Sang câu hỏi tiếp theo của bạn là Khánh Nguyễn Vân về 461 thì 2AD cho em hỏi là LOQ 2024 mà nâng RAM ở shop thì có mất bảo hành không? Thì nếu mà bạn nâng RAM ở shop mình thì bạn có thể liên hệ trước khi mua máy luôn, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái chế độ bảo hành. Còn nếu mà bạn đã mua máy về rồi và bạn mang ra đến shop mình để có thể gọi là nâng cấp RAM thì cái này mình sẽ tùy thuộc vào cái tình trạng tem bảo hành này. Đấy, tình trạng máy thì chúng mình sẽ có tiếp tục bảo quản cái chế độ bảo hành của bạn hay không. Sang câu hỏi tiếp theo bạn Tùng Lê, ở đây cho em hỏi với em đang định mua LOQ 2024 có 12GB thì nếu mà muốn đổi sang một thanh 16 thì sẽ hết tầm bao nhiêu tiền? Cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái giá thu lại của bên cửa hàng, thì mình cũng đang không nhớ là giá thu lại của cửa hàng bên bao nhiêu. Thì trung bình một thanh RAM 16GB DDR5 nhé, thì ở bên nhà mình nó sẽ có giá tầm khoảng là một củ 4 cho đến một củ 6 tùy từng loại. Đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái giá thu lại của cái thanh 12 thôi. Thì mình nghĩ rằng bạn chỉ cần bù thêm đâu đó khoảng vài lốp, cứ cho khoảng 5 lốp đi. Đấy, 5 lốp đi là cùng. Thì đấy là mình dự đoán vậy nhá. Còn tốt nhất thì anh em nếu muốn hỏi kỹ càng hơn, anh em có thể gọi để vào hotline bên mình nhá. Ở bên laptopaz.vn có hotline nhá. Với cả là RAM thì bạn còn mong muốn xem là thay của hãng nào, thông số như đấy, nào. Đấy. Thì ví dụ như là 1.6 triệu thì nó sẽ rơi vào khoảng mấy con Samsung. Ok, sang câu hỏi tiếp theo của bạn Bùi Hà Thành. Em đang phân vân giữa Helios Neo 16-2024 và i9-4000 và Legion Pro 5 R9000P thì sẽ là phiên bản Ryzen 9. Đấy, thì máy nào có trải nghiệm sử dụng tốt hơn và bền hơn trong khoảng 5-8 năm? Rõ ràng con Pro bởi vì là phân khúc nó cao hơn. Còn nếu như bạn lấy Helios 16 cơ, đấy mà 2023, kể cả 2023 luôn, thì nó vẫn là ngang bằng vì hai con cùng đời. Tuy nhiên thì mình với những anh em nào mà thích gọi là có đèn LED, đèn đóm đủng RGB thì lại nên lấy con Neo 16 2024, bởi bản này nó đẹp hơn bản năm ngoái, à bản của 2023. Đấy. Câu hỏi tiếp theo bạn Đỗ Đình Thịnh. Ở đây cho em hỏi là bình thường em muốn lắp gaming LOQ 2024-3050 của em nó bền thì là setting game bình thường lắm. Genshin thì mix giữa mét với cả hai là medium với cả cao. Nói chung là khá thấp so với hiệu năng. Và CPU với cả card đồ họa thì cũng mát mẻ, mà thằng bạn em nó bảo lại phải để card đồ họa ăn ít phần trăm cũng không tốt, có đúng không ạ? Thực ra thì cái vấn đề này nó cũng nó chả liên quan lắm. Thực ra nó không liên quan lắm bởi vì là bạn để hiệu năng như thế nào thì cũng tùy thuộc vào cái game đấy của bạn nó ăn như thế nào. Ví dụ như là Genshin thì nó ăn thuần vào CPU với ăn nhiều RAM là chính, còn card nó chỉ đóng vai trò là có nhưng mà nó không quá nhiều. Đấy thì tùy thuộc vào cái game mà bạn để thiết lập cho nó hợp lý. Còn bạn nói như thế là cũng không hẳn là đúng, cũng không hẳn là sai, bởi vì còn đang chưa rõ là dùng cái hiệu năng như cái tác vụ như thế nào. Thì tốt nhất là bạn cứ để tất cả mọi thứ ở chế độ mặc định cho mình, và khi chơi game, một là bật auto, hai bật best performance lên là xong, thế thôi. Nghe sang câu hỏi tiếp theo bạn Danh Võ. Khi áp SSD cho LOQ 2024 cần thiết có phải chọn lại SSD cùng thông số đọc và ghi không ạ? Cùng chuẩn là được. Cái vấn đề này nó không khác so với RAM. Bình thường thì nói chuyện về RAM mà anh em bảo máy có RAM gì là phải nâng theo RAM đấy.
Đúng y hệt thế, không sai một ly một tí nào đấy. Nhưng mà ổ cứng thì không, bạn có thể mua cao hơn, bạn có thể cho có một cái thông số đọc ghi nó tốt hơn rất là nhiều, và gần như gấp đôi gấp ba lần đều được, nhưng mà chắc chắn là phải đúng chuẩn với cả cái khe SSD đang có trong máy. Còn PCIe NVMe M2 thì là được. Câu hỏi tiếp theo của bạn Blackbox hộp đen à. Em dùng Legion 5 2023 muốn nâng thêm 8 GB RAM thì chọn loại thêm RAM nào? Thì trung bình phổ biến là Legion 5 thì họ sẽ dùng RAM của Samsung. Đấy thì bạn cứ nâng một thanh RAM Samsung đúng như thế là được, không vấn đề gì. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hồ Dương. Con Legion 5 của mình bị lỗi LED ở nút nguồn và đổi chế độ hiệu năng trong Vantage mà cái đèn LED thì cũng không đổi màu luôn. Có cách nào khắc phục không? Cái này thì trước mình test một số máy Legion, LQ hay tất cả những cái con mà nó có hỗ trợ cái LED mà thay đổi như này thì nó đều có xảy ra cái hiện tượng này. Đấy là thi thoảng mới bị thôi. Thì cái này nó có hai vấn đề chính. Một là do cái chế độ custom mode cái thời điểm đấy tác động vào Lenovo Vantage ấy, nó chưa được tối ưu cho lắm ở một số những cái phiên bản nội địa hoặc là phiên bản hàng chính hãng ở trên Legion 5. Thứ hai là nhiều lúc cũng có thể là do lỗi win nữa bạn ạ. Thì mình có một lần mình chỉ cần cài lại Vantage là được. Một cái lần thì mình cài Vantage này, mình cài lại driver của card, mình cài lại driver của một số những cái liên quan đến LED ở trên laptop mà vẫn không được thì mình cài lại win theo xong. Cài lại win coi như là chữa bách bệnh rồi. Câu hỏi tiếp theo của Vũ Gia Bảo 7TC4. Em vệ sinh laptop mà lỡ làm gãy một con tụ nhỏ bằng hạt muối thì có ảnh hưởng tới độ bền máy không ạ? Máy vẫn bật lên và chơi game bình thường. Thế này nhá, kể cả là có nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa thế tuy nhiên thì không có một cái gì gọi là thừa khi mà nó xuất hiện trên đấy cả. Chả có một cái gì mà thừa cả. Tự nhiên người ta lắp thêm con tụ mà nó chả để làm gì trên đấy làm gì đúng không? Thế cho nên là bằng mọi cách, bằng mọi giá bạn đừng có sử dụng nữa và mang đến tất cả những cái cơ sở kỹ thuật nào uy tín chẳng hạn như bên laptop 3Z nếu như bạn ở Hà Nội nha. Sang câu hỏi tiếp theo bạn Lost God. Hai ở đây ơi, laptop dưới 25 triệu cố thêm một xíu nhưng mà chưa biết một xíu bạn là bao nhiêu. Đấy, dùng để lập trình này, không chơi game, không cần cạc rời. RAM DDR5 nâng cấp được 64GB thì tốt và trọng lượng không phải vấn đề, nếu được thì pin trâu. Nghe nó hơi mâu thuẫn nhỉ. Tức là khỏe được nhưng mà lại trọng lượng không thành vấn đề, pin trâu chút thì chắc chắn là những con gaming thời điểm hiện tại thì pin cũng không được trâu lắm đâu. Cùng lắm thì có mấy con câu cha thì không nói đúng không? Nhưng mà thôi cứ cho từ khoảng mình vào đắt thì lại phải trên 25 nhiều đấy chứ không phải một xíu đâu. Thì thử cho bạn đến một cấu hình câu cha đi. Con cha bây giờ thì chắc có ThinkBook. ThinkBook 14 Gen 6 Plus hoặc là ThinkBook 16 Gen 6 Plus thì đều được, có khả năng nâng cấp lên tới 64GB và có cái phiên bản là AMD cũng có, phiên bản Contra 7 cũng đều có thể là đáp ứng cái nhu cầu lập trình của bạn được. Nhưng mà thực ra là nếu mà bạn lập trình ấy thì bạn phải xác định xem bạn lập trình về cái gì. Bởi vì nếu mà bạn lập trình game, lập trình ứng dụng và lập trình những cái liên quan đến vấn đề đồ họa thì bạn vẫn sẽ cần cạc rời. Đấy, đấy là một cái vấn đề mà bạn phải xác định xem là cái ngành lập trình của bạn nó có cần thiết những đầy đủ những cái linh kiện như thế không. Còn không thì MacBook. Không vấn đề. Còn tiếp theo là bạn là Hans. LQ 2023 i7-13 1000 giờ còn ổn không ạ? Em đang dùng rồi, không biết có nên đổi sang Neo 16 i5-13HX 4050 hoặc là Legion 5 i7-12-13 4050 hoặc là 3050T không ạ? Mấy con này đều tầm 25-26 hàng chính hãng. Thật ra thì với cái cấu hình con LQ của bạn, nếu mà đổi sang mấy con này thì nó chỉ gọi là lên phân khúc thôi, còn cấu hình nó vẫn như vậy. Thì đối với mình nhá, nếu như bạn đã lên thì bạn lên hẳn một phân khúc và lên hẳn cấu hình luôn. Bởi vì bây giờ 4050-2023 nhưng mà sang 4050-2024 thì khác gì nhau, nó vẫn là một con càng đấy mà. Sau lại còn xuống hẳn 3050T nữa thì nó gọi là downgrade rồi chứ không phải upgrade nữa. Thì với mình nhá, nếu như bạn bây giờ có nhu cầu nâng cấp, bạn lên một phát cho mình. Một là Legion 5 i7000 2024 thì nó là 4060 luôn, tầm khoảng ba mấy đồng, tầm này chắc tầm khoảng 32 đây nhỉ. Đấy thì tầm khoảng 32 đồng đấy, lên là nâng cấp hẳn luôn thì nó sẽ ok hơn, mà cùng là Lenovo nữa. Nếu mà bạn gọi là đầu tư được hẳn nữa thì lên Pro 5 luôn. Pro 5 luôn đấy. Xong rồi tiếp theo bạn Lâm Nguyễn. Chào hai anh chị, em mới trúng tuyển ngành công nghệ thông tin, tài chính dưới 30 triệu, nhu cầu màn đẹp, tần số quét cao, động cơ giải tốt, Full HD trở lên, cân nặng 2,3 đến 2,4 cân đổ lại, chỉ chơi game nhẹ 1-2 tiếng một ngày, pin 3-4 tiếng. Em đang phân vân giữa laptop game mình và Ultrabook hiệu năng cao. Chúc hai anh chị nhớ sức khỏe và kênh sớm đón nút bạc. Ok, cảm ơn bạn nhé. Đầu tiên thì màn đẹp, tần số quét cao, động cơ giải tốt thì tất cả những cái mẫu laptop game mình của 2024 hầu hết đều có rồi. Đấy, đều có những cái thông số màu rất là tốt, trừ một số con như kiểu là như chỗ 5 bản 4000 thì không nói. Đấy, hay là HP Victus. Còn lại thì đều có một số những cái màn hình đẹp rồi. Cân hầu nặng hết bây giờ là có hết. Và tất cả những cái yếu tố này thì laptop gaming nào 2024 cũng được. Đấy.
Thì bây giờ sẽ có những cái như này. Đầu tiên là phân khúc để tiết kiệm tiền đi, 22 triệu chúng ta sẽ có LQ phiên bản i7 với cả 4050. Đấy, hoặc là TUP A16 phiên bản full combo AMD. Thì bạn chơi game ít thì con đấy cũng không nên cân nhắc cho lắm, bởi vì nó là thuần về gaming rồi. Lên cao một chút thì chúng ta sẽ có Legend R7000 phiên bản 27 triệu với Ryzen 7 7840HS với cả RTX 4060 16GB. Hoặc là Helios Neo 16 cũng là cùng cái phiên bản đấy, nhưng mà CPU sẽ là i7 Gen 13. Và cái option cao nhất sẽ là Legend Slim 5 Gen 8 hoặc là Legend Pro 5 phiên bản 2023 thì cũng sẽ trong cái tầm giá này của bạn, với i5 hoặc là R5 với chạy 4050. Rồi, thế là đẹp rồi. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn, ôi dồi, Santa Claus, ông già Noel à. Em chào iAd, em có khoảng 22 đồng trong tay. Em muốn mua con laptop có nào có thời lượng pin khoảng 3 đến 4 tiếng, làm công việc văn phòng, lướt web, xem YouTube, có làm việc với bộ Adobe. Em cũng có chơi vài tựa game RPG với Minecraft. Em cũng muốn máy đấy có vẻ ngoài như laptop văn phòng, thì nên chọn laptop nào để đáp ứng các điều kiện trên không? Em xin cảm ơn, chúc các laptop đã AZ may mắn đạt được 100k sắp trong thời gian sớm nhất. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Thì với cái nhu cầu là bạn 22 đồng ha, với những cái tựa game như thế này, những cái bộ Adobe như thế này, thì mình có recommend cho bạn một con mỏng nhẹ luôn, đấy là Nitro V, nhưng bạn phải thêm một đồng nữa. Mình nghĩ là bạn cố được, thì nó sẽ vừa khít cho bạn cái nhu cầu Adobe. Hôm trước thì Ninh cũng có làm một cái video test cái con Nitro V này rồi, thì render một video 4K nó rơi vào đâu đó 10 phút thôi chứ mấy, đúng không? 10 phút thôi, còn nó còn ngang bằng cả những cái con Nitro 5 bình thường. Đấy, thì đó cũng là một trong những con mình nghĩ là với con những con game này của bạn chơi thì cũng nhẹ nhàng rồi, không có vấn đề gì rồi. Đấy, thì đấy là một cái lựa chọn là mình recommend cho bạn nhé. Thì không biết Ninh chọn cho bạn con nào được không? Nếu mà bạn thích những cái con mà nó gọn gọn và có thiên hướng văn phòng một tí thì con Nitro V cũng là một lựa chọn rồi. Hoặc là một số con như kiểu HP Victus thì tầm giá nó sẽ dưới 20 triệu. Chỉ bị cái là màn hình nếu mà làm Adobe với bọn nó hơi lỏ thôi. Đấy. Sau câu hỏi tiếp theo bạn Hùng, máy em Legend Pro 5 2023 xem YouTube lâu lâu một chớp nháy nhanh một cái thì bị gì và khắc phục thế nào? À, đây là cái bệnh cố hữu của Chrome trên này rồi, đó chính là do cái tăng tốc phần cứng của nó. Tắt đi rồi. Thì bạn chỉ cần vào cái đặt, bạn tắt cái phần đấy đi là được. Bạn có thể lên mạng để tìm thông tin chi tiết nha, mình không nhớ các bước lắm bởi vì nó Chrome mỗi lần cập nhật là nó sẽ có một cái kiểu giao diện cài đặt khác. Đấy. Với cả là bây giờ là do YouTube cũng dùng sang một bộ codec mới nữa, thì một không phải là tất cả đâu, nhưng mà gần như bây giờ là một số những cái content creator họ đã chuyển sang cái bộ codec là AV1 ấy, thì nó cũng một phần làm ảnh hưởng đến cái đấy nữa, nó vừa giật lag, nó vừa chớp nháy cũng có nha. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của 6 đáp số 43 ngày hôm nay của Ninh nhé và Hồng Vâu. Nếu anh em có những băn khoăn thắc mắc gì hay những cái phân vân giữa những cái lựa chọn laptop thì anh em có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận để chúng mình có thể tổng hợp và trả lời một cách nhanh nhất. Và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Nhớ like, subscribe nhé. Bye bye. Bye bye.